Vâng, em xin chào cô bác và anh chị đã quay lại kênh Đất Vườn Lâm Đồng của em nha. Hôm nay em xin được giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất vườn thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Lô đất này có tổng diện tích là 1 hectare nha các bác. Trên đất mình là đã có nhà cửa, điện nước đầy đủ hết rồi. Các bác mua về chỉ việc ở thôi. Và mình có mặt đường bê tông luôn nha các bác. Hai mặt đường. Đó. Và đây là hình dáng và vị trí đất của mình nha. Trên đất mình là đã có nguồn thu cũng khá là nhiều. Gồm có cam quýt bưởi, mắc ca, sầu riêng, tiêu và cả cà phê nữa. Đều được thu hết rồi nha các bác. Đây là hình dáng đất của mình. Và cái em vẽ màu xanh đó, nó là con suối nha các bác. Suối chảy rất là êm đềm và trong xanh, mát mẻ nha các bác. Xung quanh dân cư của mình là ở rất là đông nha. Và cái chiều dài con suối mà mình có được là hơn 130m nha các bác. Đó. Các bác nào mua lô này về thì mình được thu hoạch luôn nha. Cà phê, tiêu, mắc ca, cam quýt bưởi là chung quanh vườn hết rồi. Là được thu luôn nha các bác. Đó, mặt đường này, mặt đường trước nhà của mình là rộng 4,5m nha các bác. Đường thông thoáng, ô tô vào tận nơi. Phía đất trên này của mình thì khá là cao ráo. Các bác nào mua lô này về thì làm nhà trên này. Thì mình có một cái view rất là thoáng nha. Từ đây mà ra tới trung tâm trường chợ của xã Hoài Đức là nó nằm đúng 2 cây nha các bác. Em có đo bằng đồng hồ của xe máy là ra tới đường liên tỉnh đó các bác, là đúng 2 cây. Đó, ngay cái ống khói người ta đang sấy cà phê đó là ra tới đường tỉnh DT725. Mà sang tới nhà em là chỉ khoảng gần 3 cây nha các bác. Rất là gần, đường rất là dễ đi luôn. Đi là đường bê tông hết. Trên đất mình là có 2 cái ao này. Rất là sạch nha các bác. Rất là nhiều nước luôn. Đây là cái suối của mình này. Suối này chảy quanh năm nha các bác. Nước rất là nhiều luôn. Đây là phía trước nhà mình là có một cây sung túc này. Cây sung nha các bác. Và cây thần tài. Và một cây mãng cầu gai. Rất là nhiều trái luôn. Đó. Trái rất là nhiều. Và đây là căn nhà của mình. Trước nhà là có một bụi hoa này. Khá là đẹp. Và nhà này là nhà người ta nuôi tằm này các bác. Đó. Dành riêng để nuôi tằm. Đây là phía trước nhà mình. Sân của mình là đã được đổ bê tông nha các bác. Cũng có vài cây bơ. Bơ cũng được thu rồi. Đó. Đây là mặt đường của mình. Chiều dài mặt đường của mình cả hai mặt cộng lại là 80m nha các bác. Và đây là hàng lưới B40, là hàng ranh nha các bác. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu di chuyển xuống dưới vườn. Quay cho các bác xem. Đường xuống dưới vườn đi thoải mái bằng xe máy nha các bác. Đó, với cái mặt đường này thì đã được đổ bê tông rồi nha. Đi không bị trơn trượt. Đây là những cây mắc ca nha các bác. Đã được thu chính rồi. Có cây sầu riêng này, mắc ca này. Và có cả cây samboche đây nha các bác. Có trái này. Đó. Và phía dưới này thì mình có tiêu nha các bác. Cây hồ tiêu này.
số cây xoài và cây thanh long nữa. Tiêu rất là nhiều trái nha. Kín cây luôn. Đó. Với số lượng tiêu này thì mình thu được xuýt soát là gần 1 tấn nha các bác. Gần 1 tấn tiêu. Tiêu, cà phê. Cà phê này cũng chuẩn bị được thu này. Đường đi dưới vườn đây thì rất là dễ dàng nhá. Cả rất là dày trái luôn. Đi rất là thoải mái. Đây là phía dưới ao này. À, trên bờ là mình có những cái bụi mía. Mía này thì chỉ để ép nước thôi. Cái ao này thì rất là trong nha các bác. Trong lành. Và sáng như mặt gương luôn. Các bác nào mua nô này về thì làm một cái hồ để câu cá giải trí khá là tuyệt vời nhá. Đây là phía bên cà phê và bưởi này. Trồng cũng khá là nhiều cây ăn trái. Với hàng ranh của mình đây là ngay bên hàng dâu đó các bác. Đất khá là đẹp nha. Và với diện tích 1 hectare này thì trong sổ đã có 1 hectare hơn rồi nha. Và hai sào còn lại thì là hiện đang được làm sổ, đã có số đo và trích lục rồi nha các bác. Các bác nào mua nô này về thì người ta sẽ lo sổ phần hai sào đó cho các bác luôn. Trong sổ là mình đã có 400 mét thổ cư rồi nha. Đó, đây mình có thêm một cái ao nữa này. Rất là sạch luôn, rất là trong lành nha. Giá cho nô đất 1 hectare này, chủ đất đang đưa ra cái giá là 4 tỷ 2 nha các bác. Có thương lượng. Các bác quan tâm đến nô này, liên hệ qua cho em. Em dẫn vào gặp chủ đất thương lượng trực tiếp luôn. Làm việc trực tiếp với chủ đất. Sổ hồng thì có sẵn ở nhà luôn rồi. Các bác nào mua nô này về, sang tên công chứng là xong. Chủ đất làm việc nhà nước nên không có thời gian chăm sóc cây vườn. Nên là bán. Và ba cái việc giấy tờ thì rất là nhanh thôi. Và đây là cái suối của mình nha. Đó. Mặt suối thì rộng khoảng 3-4 mét. Chỗ thì 3 mét, chỗ 4 mét nha các bác. Nước rất là nhiều. Nước trong lành luôn. Nước chảy êm đềm. Rất là trong xanh. Đó. Với cái chiều dài của con suối này thì mình có được là hơn 130 mét nha các bác. Nước chảy rất đã luôn. Các bác nào mua nô này về thì cải tạo dưới này. À, mà khu vực dưới này nghỉ dưỡng thì khá là tuyệt vời. Đây là có những cái cây cam quýt này. Có trái đầy đủ, rất là xanh tốt luôn. Đó. Với cà phê thì đã chín nha các bác. Và chuẩn bị hái này. Chuẩn bị được hái này, chuẩn bị được thu hoạch. Các bác nào mua nô này về là mình được thu luôn. Đó, cam quýt là quanh dưới vườn luôn rồi. Thuê người phát cỏ nữa nè. Vườn của mình rất là đẹp luôn. Phía dưới á, mảnh đất chỗ này thì mình có cam quýt bưởi là sen kín với cà phê rồi nha. Các bác nào mua nô này về chỉ cần múc bỏ cà phê thôi, để lại những cây trái lại thì cũng khá là đẹp. Và nghỉ dưỡng nghỉ hưu thì khá là tuyệt vời cho nô đất này. Và rất là yên tĩnh nha. Đó. Phía đây là cuối vườn nha các bác.
cà phê kín vườn, đi phải dạt hết cây cà phê ra mới nên vào được vào trong. Các bác nào không thích cà phê thì mình có thể múc đi hoặc có thể bán cho người khác, người ta làm củi đốt. Cỏ thì mình có thể phát đi cho cái vườn mình nó sạch hơn, đẹp hơn. Cải tạo lại đất đai. Phía dưới này đất rất là bằng nha các bác. Cà phê chín đỏ luôn. Giá cà phê thì hiện giờ là đang tăng nha các bác, tầm 40, hơn 40 nghìn một ký rồi. Đó, suối của mình này. Các bác nào mua lô này về trồng thêm một hàng cau hay là hàng dừa, hàng hoa khá là đẹp. Các bác quan tâm đến lô này liên hệ qua cho em nha. Với số điện thoại là 0379 590 939. Sổ sách là có đủ hết rồi. Giờ chỉ việc sang tên công chứng thôi. Đất khá là đẹp. Vị trí thì khá là gần trung tâm. Và gần đường tỉnh. Ô tô, xe máy vào tận vườn, tận nơi luôn. Ao hồ của mình đây là rất là sạch sẽ luôn, rất là mát mẻ. Cải tạo lại làm khu vực câu cá giải trí cũng khá là tuyệt vời. Hoặc có thể mình để nuôi cá, sáng như mặt gương luôn. Đó, khu vực này rất là mát mẻ nha các bác, mát mẻ quanh năm luôn. Xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ao rất là đẹp. Xung quanh thì dân cư ở cũng khá là đông. Đi lại thì rất là dễ dàng thôi. Đó. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để ủng hộ em nhé. Để mỗi lần em ra video mới là nó sẽ thông báo về máy cho các bác luôn. Em cảm ơn các bác đã theo dõi.